Con này là team thể hình to, team thể hình to các bạn. Không quốc dân, đờ rông, men đen, đờ rông là chỉ số hơi thấp. Jordan, Lukaku, toàn ông thể hình to thôi. Lukaku cho vào được 89, chạy 102. Cái Lukaku chạy nhanh vậy, chạy chó đuổi. Mario Gomez thể hình to rồi, quá xịn. Cho Gomez thay thằng Deni đi, Deni đáng ngu bỏ xử, ok. Phỏng theo nguyện vọng của anh em luôn. Rồi, Gomez. Thực ra là mình có thằng Kha Dí đây này, Kha Dí thì mới xịn này. Gomez nó chỉ là đổi gió thôi. Ui trời, thằng này nó mới là cái loại cục súc này. Để nhìn cái bộ chỉ số thể lực 107 thua gì Rock 3 đâu các bạn. Cục như cái cục cứt luôn. Được. Anh em build những cái team như này đá nó chả vui à. Nó có những cái nội dung rất là vui vẻ hàng ngày vào đá. Thậm chí các bạn làm con ác phụ, các bạn build linh tinh, các bạn vứt đấy, chả cần phải hoạt động cái gì cả. Ngày sau nữa lại làm con ác phụ. Đấy. Rẻ, ác phụ rẻ. Tốn mấy đâu. Oxlade Chamberlain. Chamberlain, thơ đỏ. Mình sẽ cho Chamberlain ra. À, cho con này vào. Pha fan vợ đẹp. Được. Vì vợ đẹp nên là được đặt cạnh cho thi đấu. Đội bóng trong mơ. Đây, HND cục xúc. Sơ đồ B à? Đúng rồi. Áo Leipzig. Thay áo kiểu áo trắng nhưng mà bột giặt là hơi lởm cho nên là nó đã ngả màu. Ok, mình sẽ bắt đầu. Ô Ngọc đi team nhanh thế à? Em mua xong team luôn rồi à? Xong rồi anh. Mắc liver luôn á? À? Làm gì? Mắc liver luôn nó thánh à? Em có phải hack được đâu. Cho thằng cha burden đá cánh á. Thằng ấy đá được á. Nhưng mà thôi, cánh có pha fan vợ đẹp rồi. Chà. Bát rồ nhìn khá là đẹp dài nhá. Xem đây. Con gì nhỉ? Sao cầu thủ lại không có tên? Lukaku. Dù tên team là tên team cục xúc nhưng mà lối chơi lại vô cùng kỹ thuật. Đấy, kỹ thuật chưa? Pha fan. Tam. Ơi. Hôm qua thì CEO của công ty gọi gì nhỉ, máy tính và phần mềm điện thoại lớn nhất Việt Nam, Bờ Kép, vừa mới cho ra mắt sản phẩm Bờ Pon 86F với mức giá dự kiến là 10 triệu đồng. 9,9 triệu cho phiên bản VIP nhất. Có tặng kèm tai nghe hay không thì tôi không biết. Với mức giá này thì Bờ Kép đã chứng minh là họ bán điện thoại đắt hơn Samsung. Ủng hộ thương hiệu Việt bằng cách mua sản phẩm đắt hơn bình thường. Ngày trước thì khi mà Bphone ra mắt, người ta còn so sánh với những hãng điện thoại tàu như là Huawei các thứ, nhưng mà bây giờ thì họ đã so sánh trực tiếp với Samsung, vì thực ra đắt hơn cả Samsung nữa. Ngày trước chỉ đắt hơn Huawei thôi, bây giờ đắt hơn Samsung luôn. À, chỉnh thủ môn, được. Cười đấy. Cười. Yếu quá anh ạ, yếu quá luôn. Chó vích. O3LH chỉ số của nó là 95 đúng không? Thế cộng 5 thì khoảng 1.5 tỷ đến 2 tỷ thôi. Mì chó vích kìa. Ui, như con tịnh vậy. Thằng này được nha.
mì chó vịnh đá full ham đúng không? Ở giải hạng 2. Hay quá nhỉ, Sakire. Úi giời, Gomez đấy. Chín hai đấy à? Âu ba chỉ số có 92 á? Ô thì thế quá rẻ à? Thế mua gì? Mình không thèm xem chỉ số Âu ba luôn. Vì mùa hot với mùa TS vẫn là mùa tốt nhất nên là mình không xem mấy cái mùa khác. Sau mỗi lần update thì em nên vào em cài đặt mọi thứ lại mặc định, xác nhận. Sau đó thì mới quay lại chỉnh lại từ đầu. Vì game nó thay đổi code một cái là rất nhiều thiết bị khác nó phải đi theo đồng bộ lại. Ơ đẹp. Mẹ. Ôi trời ơi. Tóc tóa. Đẹp. À, hay nhờ. Ngọc pick được con Donna. Chết đấy. Vai lìn. Ô vai, tuyệt vị luôn. Chưa. Chết. Mình chó vịt. Mình chó vịt là đẹp trai nhỉ? Đẹp trai. Lukaku. Chưa. Lại là mì chó vịt. Alo. Alo, alo. Âu gì á? Âu gì á? Có bộ râu nhìn rất tín, rất dị. Úi giời, dễ bố ra biển. Em đá QS tại thằng cầu thủ nó không chạy luôn. Nó còn tùy cái thằng cầu thủ đấy chứ. Thằng su lé mẹ, delay vãi lìn. Bấm xỉa từ lâu rồi. Mẹ thủ môn mẹ, siêu nặng này. Thủ môn nặng khí. Nè. Đẹp. Được. Kiểu sút book game của iRobot. Thải nó không nhảy được. Nặng quá. Đít nặng. Rất là lằng nhằng. Cứ gọi. À. Đen Fiazzo. Thì nó mới hiệu quả. Mè đen. Sút. Đẹp mè. Thằng chắc. Chỉ số đẹp mà sao đang ngu nhỉ. Mì chó vịt. Ồ. Gô mệt. Không được. Chuyền gà trúng vịt. Rất khó. Ui không được. Đấy con Sakuri ấy. Dê xuống vào ZS. Nó ZS chuẩn lắm. Gameplay rất khác nhau. À. Seva quả đánh nguội Luaku. Chơi xấu thật. Huyền thoại chơi xấu thế. Mình cho anh em thấy hai trận trước nó chỉ là tai lạ thôi. Đây giải mi chó vích. Ui, mi chó vích. Mario Gomez chậm nếu chưa. Cho thằng Mariga hay hơn. Cho chạy nhanh. Thấy em chứng minh thành công tất cả chỉ là tai nạn chưa? Ơi. 90 thôi không cho gáy. Úi giời mẹ, PK à. Gomez. Đẹp. Sút tê không được. Mi chó vít. Đấy. Thằng này sút thế cơ mà. Nãy giờ Ngọc đã bị Gomez đánh lừa. Mi chó vít ở cái tầm khác. Thì là đóng. Donnarumma ngáo ngay.
nhìn xuống đây. Trời. À mày thằng Mylin Noki này đá hay này. Xịn phết. Đá phạt viết các thứ ngon. Đẹp Piero. Hay đấy nhở. Đường truyền của đội bạn rất là sắc bén. Mylin. Úi dồi, Mylin chạy kìa. Ui. Phóng luôn. Hết sức à. Mazega. Mai gà. Không được. Trầu như vậy mà không tạo ra sự đột biến. Đây. Úi giời ơi. Ê. Đồng đội. Vai lèo. Phan vừa đẹp. Chạy đi. Rất tín. Đường chuyền. Mi cho Vích. Thằng này đánh đầu như bom vậy. Hay. Một FT sở trường Tagalada giá rẻ. Mi chó Vích. Chú ấy đá được các bạn. Mazega. Đánh đầu em ơi. Nói thế thôi. Fafan là người thích những màn dạo đầu lâu hơn. Choi Deni. Choi Deni hôm trước đá team Watford đá ngu vậy. Hôm nay thể hiện ghê thế. Đội trưởng Watford. Choi Deni. Nhưng mà bọn nó thì rất giỏi. Cắm thiết bị này kia, nó biết xét thông số thế nào, làm thế nào. Chịu khó mày mỏ lắm. Ui, khá dí. Đúng là góc bụng. Ăn mừng chụp ảnh, làm một pô. Ngồi sổ mía đùn. Khá dí ghi một bàn thắng đẹp. Nhưng mà không có một đồng đội nào đến ăn mừng cùng anh. Cô đơn vãi nồi. Ui giời. Thế không ạ? Dô nó không đi mẹ mày. Quanh không được. Fuck. Hộ. Đòi hỏi nữa cơ. Ui mẹ cho Danny đã hay thực sự. À chào bác JC nhá. JC Định. Bác tên là Định hay là Đình? Ý. Sút. Sạc quý gì, sút đúng góc trên. Trên 2x, đúng rồi, một sắp phải được 5 đô. Thực ra một sắp hình như là ông nào phải đăng ký kênh mất 5 đô thì mới chat được ấy chả. Ở Việt Nam mình thì Twitch bị chặn. Phải fake IP vào được. Nhưng mà cái nền tảng đấy nó nét thật. Tức là cái độ delay nó ít nhá. Mà đường truyền các thứ nó nét lắm. Stream 4K cũng ngon. Nó còn đỡ delay hơn YouTube và nó nét hơn cả YouTube luôn. Nền tảng chuyên stream. Ô vãi, trận này sút kiểu gì cũng vào các bạn ạ. Ui, mẹ choi Danny. Oánh kìa. À, hãy thích nghi như Bomman à. Do mà anh ấy còn 3 trên 10 là bởi vì hôm nay anh ghi mấy bàn vào lưới đội ai đấy. Mẹ ơi, mẹ choi Danny đá ghê vãi. Hay đội bạn quýt rồi ta. Ở Việt Nam mình thì các nền tảng nó đều khác. Anh ơi, 360 thì tính nó chạy nhanh. Sửa thôi em, hàn lại thôi. Mấy chục nghìn là xong. Khá dí. Ý. Ui, khá dí dẻo nhá. Đá kìa, lắc người. Vuông như bánh chưng vậy. Xa quý gì. Ờ. Trận này đúng kiểu sút kiểu gì cũng vào. Pha Phan. Đẹp.
Ui, choi Deni. Thằng Deni trận này bây giờ bắt đầu sút ghê nhỉ. À, chú này đứng đấy. Thủ môn lại bị dính đất không bay. Hải vãi lìn. Con LH giờ thì nó hơi đắt, nhưng mà bữa tới nhớ làm thêm con nữa, đá cho nó gọi là tròn vị. Mi chó vịt. Ăn mừng kiểu này là giống Bruno Fernandes đúng không? Su lé. Pha phản rất nhanh. Bê đen vào đánh đầu. Benzema hot cộng 5 này. Con này được cái thuận hai chân. Á đủ. De Rossi có mà. Mà gì gà. À. Ông mà gì gà ông sút xong vào ông lu cả thủ môn với hậu vệ đội bạn. Húc vào nhau. Ui, hai thằng hôn nhau à. Này này. Ui trời, cái thằng tóc đầu khất của bên kia số 15 tự đưa bóng về lấy nhà. Saliba đấy, tôi bảo anh em rồi, thằng Saliba anh em đừng có tin nó, ngu lắm. Mitrovic đường chuyền mè đen sút không đá bổi được mấy cày. Mè đen Chamberlain ồ sút cứ bom đánh đầu không được. Maliga, ôi, sút hơi vô trách nhiệm. Ủa. Chamberlain. Ơi. Húc cả vào chân người ta. MC có kháng án được không? Mình nghĩ là không. 3 năm rõ 10 rồi. Kháng cái gì khác. Cho Deni được sút mạnh thật. Kha dí. Ôi trời, pha phân sút hút bóng. Ý ơ thế xong rồi. Ơ. Tút quá lẹ. Team AC. Bellyball Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay bellyballstore.com.